bên nhau trên phố vui rộn ràng, ta như mây bay phiêu lãng nơi trần gian. Ta mơ như cánh chim đại bàng vươn đôi vai lên để bay giữa mênh mông. Ta không vô tư khi thấy bao chuyện buồn, nâng đôi tay lên sang sẻ bao tình thương. Nơi ta đi qua xua hết bao muộn phiền, quanh ta hôm nay cây lá xanh bình yên. Có đôi lúc mơ màng ta thấy như mình mang đôi cánh bay thật cao, giữa những thay muôn màu nước mắt vừa buồn ta luôn sát vai cùng nhau. Xua hết bao buồn đau, những mưa nắng trong đời cho trái tim mình thêm khôn lớn hơn bạn ơi. Giữa những thay u sầu đêm với muôn màu tim ta sáng soi đường đi. Xin hãy quên sầu đi, khi ta đi qua bao trái ngang cuộc đời, ta thêm yêu hơn bao phút vui ngày nay. Mai đây quanh ta nước mắt hay nụ cười, xin mang cơn mơ phiêu lãng trong cuộc đời. Mới đây mà chúng ta đã gần đất xa trời. Đại cũng định chữa dứt căn bệnh sốt rét kinh niên cho huynh trước khi huynh lên núi tu luyện. Quả là ta mắc nợ từ kiếp trước với tên Đinh Kheo này. Ta với hắn giao chiến bất phân thắng bại 20 năm trước, bây giờ lại trở thành bạn vong niên mới thật lạ lùng. Cuộc đời như cái chớp mắt. Ta, đệ, Đinh Kheo, ba người, ba góc nhập một rồi lại tản ra. Ta tranh nhau với đệ về tình ái, tranh nhau với Đinh Kheo về võ công, về già lại cùng tranh nhau cái tâm nhân nghĩa. Đúng là đại chỉ thấy cái dầm nơi cột nhà, chứ chưa thấy được cái dầm trong mắt mình. Lâu lắm rồi ta quên hẳn khúc ngâm Tỳ Bà Hạnh của Bạch Cư Dị. Bài đó chơi theo điệu cô đầu phải nói là độc đáo. Nếu đại nhớ không lầm thì đêm qua đoàn nghệ thuật cung đình Trung Hoa đến Việt Nam biểu diễn theo chương trình công du vòng thế giới. Để bật tivi cho đại huynh xem nha. Chắc chắn sẽ có Tỳ Bà Hạnh. Chắc gì có. Để lấy cây tiêu ra đây, ta thổi bài Tỳ Bà Hạnh ra chơi. Bao giờ đài cũng phát lại ban ngày mà. Không tin, đại huynh ngó thử xem. Nhắn tin tìm con tên Lolita Thúy trước thất lạc ở nhà bảo sanh do người đàn ông tên Tám Lục nhận nuôi. Đứa bé đó có hai dòng máu Pháp Việt. Nếu nhận được tin này, mong Lolita Thúy hãy liên lạc với mẹ là Lê Thị Thúy Kiều ở đường cây Bả Đậu. Kỹ vật để nhận dạng là sợi dây chuyền bạc có mặt cẩm thạch bằng trái tim. Ai biết thông tin về ông Tám Lục và Lolita Thúy xin vui lòng chị giúp. Chúng tôi xin cảm ơn nhà hậu tạ. Mất giấy tờ. Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Võ Thị Sáu, tôi đánh rơi bóp giấy tờ, trong đó có giấy phép lái xe, giấy chủ quyền xe, chứng minh nhân dân. Chuyến đi núi 3000m. Nguyễn Thị Mộng Vân. Phải đình lại thôi. Xin vui lòng liên hệ địa chỉ số 15. Đại huynh về giải quyết ân quán Trần Giang đi. Hai Bà Trưng, xin chân thành cảm ơn nhà hậu tạ.
Hai thầy trò mình ăn sợ quá phải không? Mày sẽ bập con Tề Thiên bằng móng vuốt, còn tao sẽ ký đầu thằng Thạch, cho nó biết thế nào là ý nghĩa sau đời. Mày đặt lối. Xin lỗi, tôi không có ý chạm phải cô. Mỹ xin lỗi, đồ con trai vô duyên, đừng chọc giận con nhỏ khùng Lolita Thúy này nghe. Cái gì? Cái gì hả? Đời con Thúy này sắp lên hương chứ sao? Bà già bên Tây á, sắp gặp tôi sau 15 năm xa cách. Lúc đó hả, tôi sẽ đốt xuống chùa thành tro bụi, nói chi đến cái mặt mốc của anh. Hứ, thứ người. Tao mới nhắc là mày tới, tụi mình phải đến nhà Thúy Bụi gấp, rồi ghé trường học, bắn tin cho Sơn và Quyên luôn. Vậy là sao? Trời đất quỷ thần ơi, mày không nghe con nít bán báo rao mấy ngày nay sao? Bà mẹ Lê Thị Thúy Kiều của Thúy Bụi bên Tây sang Việt Nam tìm nó sum họp tình mẫu tử. Tao vừa được đàn em báo nè. Ơ, Thúy Bụi của tụi mình hả? Hồi nãy tao đụng con nhỏ có hai cái răng vàng, nó xưng danh là Lolita Thúy sống chùa. Con nhỏ mày đụng độ cũng là tên Thúy, nhưng mà là Thúy răng vàng. Con nhỏ điệu lắm, suốt ngày tiệm bốn tóc. Tao rành con khùng nó quá xá mà. Chắc là nó đọc báo rồi thấy người sang bắt hoàng làm họ đó mà. Cho ly dâu đã. Thấy mình ngon Quyên? Cái gì ngon? Thì kỳ thi vấn đáp tiếng Anh lần này mình đối đáp khá trôi chảy. Chân diện quá, coi chừng mai mốt giống hoàng lãng tử. Lúc đó hả, liệu hồn lên núi ở dưới đề bàn á. Cái gì? Cảm ơn chị. Bình tĩnh nghe mình nói đây. Tối qua xem tivi, ở một tìm người thân, mình thấy có tên Lolita Thúy. Hả? Ừ. Vậy thì Thúy Bụi sẽ đổi đời 180 độ, giống như truyện cổ tích nàng Lọ Lem vậy. Thúy sẽ qua Pháp, giàu có, mặc sức đi chu du khắp thế giới. Hèn gì cô ấy cứ tối ngày để ý sợi dây chuyền bạc đeo ở cổ. Đừng hấp tấp, Thúy không giống như những đứa con gái khác đâu. Thúy sẽ trụ lại sống đường rày với chúng ta. Tại sao? Vì Thúy có trái tim lành mạnh của một người bán hàng rong. Cô ấy luôn dị ứng với tiền bạc không phải của mình. Thí dụ có tiền, cô ấy sẽ cho hết trẻ em đường phố. Con người vẫn có thể thay đổi hay bị động trước hoàn cảnh. Lạy trời, điều đó đừng xảy ra với Thúy Bụi. Ừ. Tính tiền chị ơi. Bao nhiêu chị? 50 ngàn. Cảm ơn. Bây giờ mình đến nhà Thúy là biết hết sự việc, rồi bàn bạc với nhau. Nếu cần thì họp mặt cả nhóm. Sơn, Quyên. Nghe rồi, qua liền nè. Ai mà về, có con Lolita Thúy dởm ở xóm chùa chứ. Mình tính sao đây các bạn? Theo tôi, chúng ta khoan báo với cha con Thúy Bụi. Tụi mình cần phải trinh thám căn nhà số 33 đường Bình Lợi để coi thật hư ra sao. À, nếu con Thúy răng vàng được bà Thúy Kiều nhận làm con ruột thì... Nghĩa là bà ta cũng dởm luôn, hoặc là bà ta bị mù. Tao không tin. Bằng chứng là bà ta còn nhớ sợi dây chuyền bạc hình trái tim, bên trong có khắc tên Lolita Thúy. Yêu cầu đừng có đề cập tới nhỏ Thúy răng vàng. Nhỏ nó bị manh manh, nó mê tiền hơn mê cha mẹ. Cha mẹ nó còn sống sờ sờ mà đi nhận người dân làm cha mẹ. Dám nó đến tiệm vàng đặt sợi dây chuyền mà cẩm thạch có hình trái tim thì sao? Không thể được. Thật vô lý. Khi bà mẹ lạ quắc đột ngột nhận lại đứa con sau 15 năm xa cách chỉ nhờ sợi dây chuyền giả mạo. Không, mình phải báo cho bác Tám Lục. Từ từ Quyên, người mẹ có tình mẫu tử thiêng liêng với con cái bằng những giác quan riêng. Vấn đề á, bà Thúy Kiều là ai chúng ta vẫn chưa biết. Nội cái tên bà ta nghe cũng đủ thấy khó chịu rồi. Chưa chắc bà ta là người tốt. Người tốt không bao giờ đợi thời gian rụng 15 cú lịch rồi mới hối hả đi tìm con. Chúng ta phải giúp Thúy Bụi thôi. Đúng vậy. Căn nhà mình đang tìm đằng kia kìa. Đi. Cho em gửi xe anh ơi.
Xe điếc với xe nổ giá ngang nhau nha. Ông anh lấy tiền giữ xe gì thiếu công bằng vậy? Tụi này cũng là dân giang hồ giống ông anh thôi. Giang hồ là vô hàng, là hô ra vàng đó, biết chưa? Bữa nay tụi bay đi xe đạp, xe tay ga. Mai mốt bằng tụi bay lên xe hơi mấy hồi. Nói gì kỳ cục à? Giấu nhau mà làm gì hả chú em? Có phải mấy chú em hộ tống em bé Lolita Thúy lại đây cho mụ già Lady Thiết Kiều không? Phải công nhận, em bé của ba chú em đẹp nhất trong đám con gái 15 tuổi đến đây đó. Em bé đẹp quá, áo dài trắng nữ sinh, tóc thề mơ mộng. Kiểu này chắc được lọt vào vòng chung kết. Mày hả? Bà Thúy Kiều là ai? Tha cho anh. Anh nghe nói bà ta là Di Kiều Pháp hồi hương, thuê biệt thự số 33 cách đây một tháng, rồi nhắn tin tìm con gái bị thất lạc. Như các em đã biết. Tụi này chưa biết gì hết. Ai da đau quá. Vậy sao tụi bay dắt con em đẹp đẽ Lolita lại đây? Ông anh lầm rồi. Bạn gái tụi này không phải là Lolita. Cô ấy là Thuyền Quyên. Nè, ông anh nói nhỏ thôi rồi sẽ hết đau. Ông anh tên gì? Thành Cá Sấu. Tên ông anh nghe ghê quá. Ghê không bằng mấy cô gái đến đây đâu. Em nào tay cũng cầm tờ báo, cổ đeo dây chuyền mặt cẩm thạch. Mấy cô mà vào đó rồi thì không thấy em nào trở ra. Hình như bên trong biệt thự bà Kiều đang mở cuộc thi tuyển lựa, xem ai xứng đáng là con bãi. Thúy Răng Vàng. Trời ơi, mấy bạn có nhận thằng nhỏ Thúy Răng Vàng chưa? Ai đời một con nhỏ nhà quê lên làm phụ uống tóc ở xóm chùa, cũng muốn xuất cảnh đi Pháp. Hiểu ra vậy là ai cổ đeo sợi dây chuyền mà cẩm thạch cũng đều được nhận làm con. Các bạn có đoán ra nhân vật bà Thúy Kiều là nhân vật nào không? Dù sao thì cũng cảm ơn ông anh. Nếu cô bạn gái của tụi này mà là con gái của bà Thúy Kiều thì bất hạnh biết mấy. Cảm ơn. Các con dễ má, thương má. Lắm. Con là Thúy nha má. Thôi được rồi, má thương các con lắm. Nhưng má không phân biệt được đứa nào thật, đứa nào giả. Thôi bây giờ nha, các con đưa hết giấy tờ với lại lý lịch cho má, má mới xác định được nha. Dạ. Má, con là Thúy nè má. Con tròn 15 tuổi. Con ở xóm chùa. Con là Thúy nè má. Thôi. Các con đều là con của má hết á. Chuẩn bị về đem giấy tờ đến cho má nha. Dạ. Dĩa xiên nướng lâu quá vậy? Có sự như vậy, anh Hoàng còn muốn lên núi 3000m không hả? Chắc không Quyên à. Ai kêu xiên nướng đây? Chúng ta phải giải quyết vấn đề của mẹ Thúy Bụi trước đã. Tôi nghĩ bác Tám cũng nhất trí. Anh Hoàng nói đúng á. Chưa chắc người đàn bà kia là mẹ của Thúy Bụi. Theo lời kể của tên giữ xe thì bà ta mới thuê căn biệt thự được một tháng. Đây là điểm mấu chốt. Tại sao một người mẹ tha thiết tìm con mà sang Việt Nam cả tháng trời mới chịu đăng báo tìm người thân? Bây giờ tôi nể tài suy đoán của Quyên. Hèn gì Sơn đại ca khen Quyên thông minh như một luật sư. Một nữ luật sư quan trọng hơn 10 tay súng võ biện. Ba thằng con trai chúng tôi hùng hục như ba tên giác đấu. Thôi đừng khiêm tốn nữa. Các anh là ba chàng ngự lâm pháo thủ mà. Nghe Sư Hạ nói dốc đã quá. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Còn nhiều điều mà ám phía sau. Chúng ta phải hỏi qua ý bác Tám và Thúy Bụi rồi mới hành động. Bây giờ tụi mình đưa Quyên về nhà, sau đó bay qua nhà bác Tám, làm một cuộc xâm nhập vào hang ổ số 33 đầy bí ẩn đó. Cấm phản đối. Anh ra được rồi đó, ra biệt ra bông. Ủa? Em khá lắm, đã chiêu dụ được vô số con mồi. Cũng vì anh thôi, ra biệt ra bông. Tôi đã nói không được gọi là ra biệt ra bông.
mà gọi là ca ca, rõ chưa? Tôi không muốn bị lộ tẩy quá sớm. Ok, em biết thưa anh. Hôm nay á, tạm thời thu hoạch 16 con mồi. Hy vọng qua báo đài, ngày mai, ngày mốt, chúng ta sẽ tiếp nhận thêm nhiều con thiêu thân 15 tuổi khác. Em đã đánh máy danh sách 16 đứa, thành ra 2 bản. Chia ra mỗi người giữ 1 bản. Chúng không phản ứng gì sao? Không, kế hoạch của anh thành công mỹ mãn. Tụi nó tự nguyện đến với chúng ta mà. Giàu có, nghèo có. Thật ra, cái mà chúng nó cần là cái passport xuất cảnh qua Pháp. Quá dễ để khoe ra cái tên Lolita Thúy cùng sợi dây chuyền mặt cẩm thạch nặng ra tiệm kim hoàng. Còn lão già tám lục nào đó mà cưng nêu ra trên truyền hình, lão ấy có đến không? Không, chắc lão đã chui xuống lòng đất an nghỉ từ lâu. Cả cái con Lolita Thúy gì đó cũng vậy. Tại sao cưng không nghĩ hai cha con lão vượt biên bị hà bá kéo chìm tàu? Hồi nãy qua 16 đợt kiểm tra, em thấy cảm động ghê. Mấy đứa bán bia ôm thì kêu bằng má mì, mấy đứa thì kêu bằng bu, đứa kêu bằng mẹ mẹ. Làm như tụi nó sắp sửa sang Tây thiệt vậy đó. Có mà sang Tây Ninh. Đưa tôi bản danh sách đến máy, để tôi phát cho ông chủ ở Bangkok biết thắng lợi này gấp. Nè, ai dè, trò thả mồi bắt bóng mà dễ ăn đến như vậy. Anh đúng là xếp sòng băng đảng ba con cốc vàng. Cục đá trôi chết. Nạn nhân mù một mắt rồi, còn con mắt không trồng nhìn ớn quá. Mũi hắn đỏ bầm như một trái cà chua. Ông anh có sao không? Hay để tôi gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Cấm miệng. Hai thằng bạn của mày cần phải được dạy dỗ. Tao té kệ tao, ai kêu tụi bay can thiệp. Tao như vậy mà thằng mập kia nói tao đuôi, còn thằng ốm thì nói tao bị dập lỗ mũi. Mẹ nó, trừ khi là đạn bắn chứ mấy cục gạch trên đường còn lâu mới làm trầy xước được tao. Hả? Đồ cười đi đường cũ không biết ban ơn mà còn làm tàn hả? Muốn nhiêu con phải không? Mày, mày là con nhái bén nào hả? Lolita Thúy đây. Gió. Gió. Trả lại tao tờ giấy con nhóc. Toàn chịu đánh máy, tưởng nhiều quý giá. Bản lương trả nào. Tiếp tục lên đường, tới nhà số 33 đi các con. Gã chục đó là ai vậy ba? Hỏi làm gì hả con? Vừa rồi á, hắn dằn mặt con đó. Sao? Kẻ nào đá tung nổi cục đá nặng 2 kg bay cao tới như vậy, ắt không phải hạng tầm thường. Ba cũng phải công nhận là nghề thiếu lâm của con khá công phu, nhưng chưa qua nổi hắn đâu. Thằng quỷ, đạp lẹ lên coi. Ông anh thằng cá sấu ơi. Cái gì đó? Ủa, mấy chú lại tới nữa hả? Nè ông anh, mấy chiếc xe đây đâu mất hết rồi. À, 16 đứa con gái 15 tuổi đi hết rồi. Mặt đứa nào cũng tươi rói như sắp được đi Pháp tới nơi vậy đó. Có đứa còn nghe cái răng bịch vàng ra nhát ma nữa đó. Ừ, tôi biết con nhỏ đó. Nó là con Thúy răng vàng, làm thợ phụ tiệm uống tóc ở xóm chùa. Không biết bà Thúy Kiều có bộ mê thuốc lú gì mà nhận một lượt 16 đứa con dỏm. Anh nghĩ bà lừa chúng để ẵm mấy chiếc xe máy rồi lặng lẽ bốc hơi.
Bà Kiều còn ở trong biệt thự không anh? Còn. Anh đang rình bả từ nãy đến giờ để xin chút tiền quê Hồng giữ xe mấy bữa nay á mà. Đi. Bên trong có cửa hậu thoát thân á. Ê, có người ra kìa. Đồ dây ranh mày là ai? Tôi là đứa con thất lạc của bà Lê Thị Thúy Kiều đây. Thằng lấu cá, bà chị ta đâu có xin cũng được. Mày đi. Cái tôi. Đừng la lớn, người ta cười. Mày. Ôi da, cái lưng của tao. Anh bạn là quản gia hay gác cổng ở đây? Tôi là Lê Văn Lết, em ruột chị Kiều. Liêu hồn, chiều điểm việc của tôi có thể làm anh tê liệt. Nói mau, anh cũng ở Paris giống bà chị của anh chứ? Con nhỏ thí bụi này còn lo biết có ông cậu cà chớn như Thúy. Tôi có hộ khẩu ở Bangkok chứ không phải ở Paris. Còn bà chị của tôi ở đợi bên Pháp gần 20 năm nay rồi. Bà làm cái gì tôi đâu biết. Muốn kiếm bà, quý vị hãy vào phòng ngủ đi. Chị em gì mà như người dân nước lạ vậy? Từ hồi chị Kiều qua Bangkok rồi lấy đại ca độc nhãn, tôi bị hai người đối xử như nô lệ. Mỗi tháng được trả lương để canh cửa. Đại ca độc nhãn là ai? Là người tình của chị tôi. Hắn có biệt hiệu là người đàn ông già. Hai người đó âm mưu gì tôi không biết. Ba, có phải tên độc nhãn chạy mô tô hồi nãy là người đàn ông vàng? Có thể chúng ta sẽ biết được nhiều chuyện lý thú hơn. Các cháu ở lại chăm sóc thằng Lết, nhân tiện coi thằng mắt chột có trở lại không. Ta và Thúy cần giải quyết chuyện 15 năm về trước. Thưa bác Tám, ba đứa cháu đều muốn lột bộ mặt giả hiệu của bà Thúy Kiều. Rồi, ta sẽ đem bà ấy ra đây. Thạch, vô trong nhà điện thoại cho bé Quyên được rồi đó. Dạ. Ta nghĩ cần phải có mặt của công an. Đi. Lê Lết gì hết. Cậu em của bà đang bị tra tấn ngoài giường. Bà có nhận ra kỹ vật này không? Hồi ức 15 năm trước của ta lại hiện về. Con là Lolita Thúy phải không? Trong trái tim bằng cẩm thạch còn có dòng chữ khắc hả? Con là đứa đẹp nhất trong 16 đứa hôm nay. Được rồi, ta sẽ đưa con sang Pháp. Lại đây, con gái yêu của mẹ. Bà không phải mẹ tôi. Lại đây. Con đừng nói vậy, đứa con gái thứ 17 của ta. Ta sẽ gả con cho người đàn ông giàu có nhất, mang quốc tịch da trắng. Tôi cấm mạng nói vậy bà. Kìa, đừng lên gân đứa con gái. Con cũng muốn xuất ngoại như lũ nhi đồng lúc nãy thôi. Dở hài kịch đã đến lúc hạ màn rồi. Bà không còn đường nào để thoát thân đâu. Chúng tôi đã cho người gác cửa trước và kể cả cửa sau nữa. Gã chọc mắt nhân tình của bà đâu? Bà không biết tôi là ai sao? À, ông. Ông là trùm cớm hả? Vậy là đời tôi bế mạc rồi. Bà không nhớ bà sanh cháu Lolita Thúy ở nhà bảo sanh nào sao? Rồi cái vỏ sách đừng tả lót màu gì. Rồi chiếc taxi chở bà đi như ma rượt. Bà. Không. Tôi không phải là bà chủ.
là... Bà làm giàu như thế nào? Bà Thúy Kiều! Hả? Ba ơi! Giống hệt như tờ giấy đánh máy của tên chồng hồi nãy. Để ba coi. Đây chính là danh sách 16 cô gái đã tự xưng là Lolita với đầy đủ địa chỉ và chứng minh của họ. Tạ ơn trời, con gái ta không lọt vào bản danh sách ghê gớm này. Bọn chúng buôn bán người như buôn bán gà vịt. Con gái ta mới chính là Lolita Thúy. Mẹ nó đẹp như tiên giáng trần, chứ không giống quỷ dạ xoa như bà đâu. 15 năm trước, có một người mẹ đau khổ đã giao một hài nhi đỏ hỏng cho ta. Ta chính là thầy Võ Tam Lục đi. Ông không phải là trùm cướp. Bà nghe đi, chính tôi mới là người phải gọi công an chứ không phải là bà. Bà nói đi, âm mưu thật của bà là gì? Bà nói đi. Đừng đánh tôi. Tôi xin khai. Cô Thi ơi, cô Thi. Tờ đã lo xong rồi. Mày đừng buồn nữa. Tháng sau mày có thể sang Pháp. Tao có nhẫn tâm lắm không? Khi đem cho đứa con của anh Henry. Nếu qua Pháp gặp anh, tao biết ăn nói làm sao đây. Mày lo thân mày chưa xong thì làm sao lo cho con mày được. Chắc Henry cũng biết thôi. Qua đó rạng tính. Tao đã nhờ anh Vĩnh truy tìm tung tích của Henry rồi. Chắc sẽ mau có kết quả thôi. Henry đã nhận hết tội lỗi. Anh ấy không biết mình có một đứa con gái ở Việt Nam. Henry lấy vợ vì áp lực của gia đình. Anh ấy sẽ mở một tài khoản ở ngân hàng để bảo bọc mẹ con em suốt đời. Vậy nghĩa là anh Henry đã làm lễ hôn phối trước nhà thờ rồi sao? Lúc ở bên Pháp, anh đã gặp vợ của Henry. Bà ấy rất dễ thương. Hình như tên là Alice. Trời ơi, vậy mà em có thể bỏ rơi Lolita Thúy để chạy theo bóng hình không có thật. Bây giờ tính sao thì tùy em. Em đã có giấy tờ sang Pháp rồi. Em sẽ đi với anh. Thì à, anh muốn làm đám cưới với em. Anh muốn em coi sóc quãng đời anh cùng ngôi nhà ở vùng ven Paris. Sau đó chúng ta sẽ tìm Lolita Thúy rồi đưa con bé qua. Em đồng ý với anh đi. Đã 15 năm rồi. Bà Tây Thi bây giờ có thêm 3 đứa con, cùng ông Quách Vĩnh mở thêm nhiều trang trại nữa. Tôi là quản gia của bà Tây Thi. Sau một thời gian giúp việc, tôi đã thục két lấy hết dòng vàng
rồi tàn hình khỏi Paris. Tại sao bà tục kết? Tôi là dân ở đỡ khắp châu Âu, đầu óc của tôi không có ăn cắp, nhưng mà tay chân của tôi vẫn thèm tấy máy. Các ông chủ thường đuổi tôi vì lý do đó. Ông Henry hiện giờ ở đâu? Cha ruột của cô à? Ông ta là tổng giám đốc ở một công ty lớn ở Bangkok. Trong một đêm bão tố, bà chủ của tôi là mẹ của cô đã tâm sự chuyện tình cảm ly kỳ của ông Henry và bà ấy. Cho nên tôi mới biết bà ấy có một đứa con rơi. Vì vậy... Thì ra là vậy. Tôi tin bà và em trai bà, ông Lê Văn Lết đó, vẫn còn một chút lương thiện. Đầu đuôi cũng tại chuyến thục két nhà mẹ cô. Cô chủ nhỏ ơi, tôi tới Bangkok nương náo nhà cậu em tôi là Lê Văn Lết. Tôi mới hiểu rằng mình sắp sửa nhúng tay vào tội ác. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em mới gần 50 mà vẫn còn độc thân. Cô có sợ con mắc chuột với cái mũi cà chua của tôi không? Không, mình là người Việt hải ngoại với nhau mà. Ngó xấu cũng thành đẹp, huống hồ em vẫn còn cô đơn mà. Tốt lắm, anh chỉ gần 40 tuổi, nhưng vấn đề tuổi tác không quan trọng. Thí Kiều nghe anh đây, em sẽ là hôn thê số 1 của anh. Anh rất cần em giúp trong phi vụ lớn này. Thằng Lê Lết chỉ biết mơ hồ. Anh là người đàn ông vàng, nhưng nó không hiểu anh giữ vai trò gì ở đất Bangkok. Vai trò gì hả anh? Anh là sếp ba con cóc vàng. Anh là ca ca vàng, biệt hiệu là Krabi Krabong. Còn hai thằng kia là Quy Quy vàng và Y Y vàng. Thiệt hả? Chính vì vậy, ông chủ của anh đã quyết định giao cho anh một đường dây cung cấp trẻ em vị thành niên từ Việt Nam sang đất Thái. Vì tình yêu của anh, em cũng dám buôn thuốc phiện. Nhưng hại con nít bản xứ, em dám đâu. Đừng cứu quá như vậy. Chúng ta đưa trẻ em người Việt sang đất Thái là tạo cho chúng có điều kiện lao động kiếm đô la, chứ có thể vô nhà chứa đâu. Em biết cách nào hỗ trợ anh đây. Thằng Lê Lết đã tiết lộ bí mật của em cho anh biết. Em về Việt Nam lần này để tìm đứa con gái thất lạc của bà chủ em ở bên Pháp phải không? Thời gian ở Bangkok, em phát hiện được ông Henry, tổng giám đốc công ty dầu lửa Alice, chính là cha ruột của con bé thất lạc tên Lolita Thúy. Anh đã có cách. Vẫn chưa có tin gì về Lolita Thúy hả anh?
Anh đã nhắn tin qua báo đài nhưng vẫn không có kết quả. Em thấy Việt Nam như thế nào? Việt Nam đẹp lắm. Nhưng em rất tiếc vì chưa tìm được bé Lolita Thúy cho anh. Không sao. Mai ta trở về Thái Lan. Lần sau, chúng ta trở lại tìm con. Sáng mai em đi chợ mua dưa hấu, đem về Thái Lan. Cho anh đưa nhớ Việt Nam nhé. Anh đi giao một chút. Chào ông Henry. Chúng tôi tạm thời giữ ông ở đây cho tới khi ông chịu giúp chúng tôi. Ông chỉ việc ký tên nhận khoảng 1.000 người vào làm việc ở công ty ông. Bước đầu, ông sẽ nhận 50 cô gái vị thành niên mang quốc tịch châu Á. Nếu ông biết điều thì mọi chuyện sẽ xuôi chèo mắt máy. Bằng không, bà Alice sẽ là nạn nhân kế tiếp trước khi đến lượt ông. Trời. Mình không ngờ đời bạn lại long đong như vậy. Sao gọi là long đong? Mình có người cha tên là Henry, người mẹ tên là Tây Thi mà. Kể từ hôm nay, gia thế tụi mình ngang nhau đó. Sao? Mình không hiểu. Cha mình là tổng giám đốc công ty Elite ở Bangkok, còn mẹ mình là chủ nông trại ở ngoài ô Paris. So với tài sản nhà quyền thì mình chẳng lép vế tí nào. Mình sẽ hóa thân thành công chúa thôi. Tội nghiệp cái xuất xứ khốn nạn của con bé. Âu cũng là số trời. Ta đành dời chuyến lên non 3.000 mét vào một ngày khác đẹp trời hơn. Trả lại tao tờ giấy con nhóc. Toàn kiểu đánh máy, tưởng nhiều quý giá. Bạn có đương trả nè. Không hiểu con chó bịt kia của mình gác cửa ra sao. Tôi và Thúy sẽ tấn công chính diện. Phía sau dành cho thật dài hoàng. Hay, vụ mở quá hai cánh cổng để tôi lo. Tiếp vô. Cà ca nuôi ở cậu, chỉ nha hành động. Mày hả? Quá dữ. Hi
Lại là tụi bay à? Đó là vỏ Kabira bông đó sao? Nhìn nó giống vỏ núi của Hoàng Nhị Ca hơn. Mày thấy vậy được không? Cực kỳ được. Mày học lắm cho đó hồi nào vậy? Thì cũng bắt chước tụi bay thôi. Yeah. Con có nên đến đó không ba? Phải đến chứ. Ly Thạch Sanh á, là một đứa tốt. Nó quý tụi con lắm. Ba nghĩ á, nó muốn thay mặt cơ quan an ninh cảm ơn tụi con về chuyện phá vỡ đường dây mua bán con nít vị thành niên đó. Cảm ơn làm gì hả ba? Ba còn cốc vàng băng cốc, chỉ mới sức mẻ một con thôi mà. Thì bắt được thằng ca ca vàng, sẽ bắt tiếp hai thằng cu cu dễ y nữa. Ba nghĩ á, nó muốn phối hợp với tụi con đó. Mà sao mày cứ rầu rĩ hoài vậy con? Hay là để ba lấy xe chở con đi ha? Thôi ba, con đã làm cho ba không lên núi ổn cư như dự định, để con để nó một mình. Dạ chào anh Xanh. Mới tới hả cô bé? Ngồi đi. Có chuyện gì rắc rối hả anh? Không có gì hết. Chuyến vừa rồi tụi em làm rất tốt, phá một đường dây công nghiệp sếp từ Đông sang Tây. Chuyện đó đâu có gì để nói đâu sếp. Có đó cô bé à. Có một người đàn bà Pháp rất muốn gặp em. Bà ấy chưa đến, nhưng anh muốn gặp em chuyện này. Tụi anh vừa khai thác được ở bà Thúy Kiều một tin quan trọng. Hả? Bà Thúy Kiều khai gì? Cuối cùng rồi em cũng nổi máu thám tử. Anh đã trực tiếp thẩm vấn mấy tên tội phạm, gã lê lết coi như bỏ. Thằng ca ca cũng đeo băng keo dán kín miệng. Mai mà bà Thúy Kiều khai ra rằng 7 giờ tối mai ông chủ lớn của chúng bên Bangkok sai người đến nhận 16 thiếu nữ Lolita dởm trong bản danh sách. Anh biết điểm nhận hàng của chúng chưa? Chưa. Bà Thúy Kiều biết đến đó là hết. Anh có muốn trao đổi nghề nghiệp không? Chuyện gì nữa đây cô bé? Nếu đội đặc nhiệm của anh cho bọn em tham gia thì em sẽ chỉ chỗ bọn chúng nhận hàng. Em còn biết kẻ nào đến nhận hàng nữa cơ. Anh đã nghi rằng mấy đứa qua mặt anh mà. Thôi được, anh đồng ý. Móc méo đàng hoàng nghe. Ai bội tín thì người đó sẽ bị phạt một chầu kem và gỏi khô bò. Đồng ý không? Thủ lĩnh tối cao của chúng có biệt hiệu là ông già Simla. Người đến nhận hàng là cặp sát thủ Quy Quy và Y Y, là hai tên còn lại của lũ cốc vàng. Địa điểm giao hàng là Lương Sơn Quán Cà Tum. Tụi em điều tra hồi nào mà hay vậy? Bí mật mà. Nhưng cũng nhờ con tài thiên của Thạch Sầu Đời. Thua keo này ta bày keo khác. 7 giờ tối mai tại Lương Sơn Quán Cà Tum sẽ biết ai thắng ai. Hãy đợi đấy. bên nhau trên phố vui rộn ràng, ta như mây bay phiêu lãng nơi trần gian. Ta mơ như cánh chim đại bàng vươn đôi vai lên để bay giữa mênh mông. Ta không vô tư khi thấy bao chuyện buồn, nâng đôi tay lên sang sẻ bao tình thương. Nơi ta đi qua xua hết bao muộn phiền. Quanh ta hôm nay cây lá xanh bình yên. Có đôi lúc mơ màng ta thấy như mình mang đôi cánh bay thật cao. Giữa nhắn thêm muôn màu nước mắt vừa buồn ta luôn sát vai cùng nhau. Xua hết bao buồn đau. Những mưa nắng trong đời cho trái tim mình thêm khôn lớn hơn bạn ơi. Giữa nhắn thêm u sầu đêm với muôn màu tim ta sáng soi đường đi. Xin
quên sầu đi. Khi ta đi qua bao chênh ngang cuộc đời, ta thêm yêu hơn bao phút vui ngày nay. Mai đây quên ta đôi mắt hay nụ cười, xin mang cơn mơ phiêu lãng trong cuộc đời. Có đôi lúc mơ màng ta thấy như mình mang đôi cánh bay thật cao, giữa nhìn thấy một màu nước mắt vui buồn ta luôn sát vai cùng nhau. Xua hết bao buồn đau, những mưa nắng trong đời cho trái tim mình thêm khôn lớn hơn bạn ơi. Giữa nhìn thấy u sầu đêm tới một màu tim ta sáng soi đường đi. Xin hãy quên sầu đi. Khi ta đi qua bao chênh ngang cuộc đời, ta thêm yêu hơn bao phút vui ngày nay. Mai đây quên ta đôi mắt hay nụ cười, xin mang cơn mơ thiếu lãng trong cuộc đời.